Lai thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại. 250 đơn vị doanh nghiệp Gia Lai dự hội nghị tư vấn đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội. Họp báo tuần văn hóa du lịch Gia Lai năm 2023. Công ty cao su Chư Pả nhận giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. 300 học sinh tham gia chương trình giáo dục giới tính cho tuổi dậy thì. Xin chào các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 31 tháng 10, phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Vừa rồi là những thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Đắk Đoa. Đây là ca tử vong thứ 2 tại huyện Đắk Đoa và là trường hợp tử vong thứ 12 do bệnh dại tại tỉnh từ đầu năm 2023 đến nay. Ca tử vong là em Thái, sinh năm 2019, làng Bóc Rây, xã Đắk Sơ Mây, huyện Đắk Đoa. Người nhà cho biết giữa tháng 9 năm 2023, Thái bị chó của gia đình cắn. Người nhà đánh con chó, sau đó con chó này chạy đi mất và hiện tại không rõ còn sống hay đã chết. Sau khi Thái bị chó cắn, gia đình không đưa Thái đi tiêm huyết thanh kháng dại cũng như vaccine. Đến ngày 24 tháng 10, Thái có triệu chứng sốt, sợ nước, sợ gió, tinh thần hoảng loạn, đau nhức khắp cơ thể. Sáng ngày 26 tháng 10, bệnh nhi được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa để khám và điều trị và Trung tâm Y tế huyện chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh để cấp cứu và tiếp tục điều trị. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhi tử vong. Thống kê cùng thời gian, ngoài em Thái bị chó nhà cắn, còn có một bé trai 5 tuổi trên địa bàn cũng bị một con chó khác cắn. Con chó cắn bé trai 5 tuổi không rõ nguồn gốc và sau khi cắn cháu bé đã bị người nhà đánh chết. Hiện bé trai trên có sức khỏe ổn định, chưa có biểu hiện gì. Trong thời gian bị chó cắn đến nay, chưa tiêm vaccine hay huyết thanh kháng dại. Cán bộ y tế đã tư vấn cho gia đình đưa cháu bé đi tiêm vaccine phòng dại. Về phía Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa, sau khi ghi nhận ca tử vong do bệnh dại trên địa bàn, đơn vị đã khoanh vùng xử lý ổ dịch dại theo quy định. Tư vấn, hướng người nhà, những người đã chăm sóc phục vụ trực tiếp người bệnh, có tiếp xúc nước bọt và các đồ vật bị nhiễm chất tiết của người bệnh điều trị dự phòng bằng tiêm vaccine phòng dại càng sớm càng tốt. Thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư về sự nguy hiểm của bệnh dại nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc tiêm phòng vaccine sau khi bị chó nghi dại cắn hoặc đến cơ sở y tế để tư vấn. Sáng ngày 30 tháng 10 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị tư vấn đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội với 250 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cập nhật một số quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội năm 2023, một số tình huống và những vấn đề cần lưu ý trong tổ chức thực hiện và dự kiến sửa đổi luật bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, đại diện Ban Quản lý Thu Sổ Thẻ, Ban Thực hiện Chính sách Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình bày một số nội dung cần lưu ý trong thực hiện thu, đóng và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội. Hội nghị cũng tập trung lấy ý kiến của đại biểu về các nội dung dự kiến sửa đổi luật bảo hiểm xã hội. Hội nghị cũng dành thời gian để đại diện các đơn vị tham gia đối thoại, nêu các ý kiến vướng mắc trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Các ý kiến thắc mắc nêu ra đều được đại diện vụ Bảo hiểm xã hội, các ban thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh giải đáp trực tiếp nhằm tháo gỡ khó khăn để thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng hiệu quả hơn, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Tuần Văn hóa Du lịch Gia Lai năm 2023 diễn ra từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 với nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa đặc sắc cùng các trải nghiệm hấp dẫn được tổ chức tại thành phố Pleiku và một số địa phương trong tỉnh. Theo đó, lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Gia Lai năm 2023 sẽ diễn ra tại quảng trường Đại Đoàn Kết lúc 20 giờ 10 phút ngày 11 tháng 11. Điểm nhấn là phần công bố đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tân Gò Đá và công bố bảo vật quốc gia sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, nối sóng với Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh thành phố trong cả nước. Lễ bế mạc diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku.
Nổi bật trong chuỗi hoạt động của tuần lễ còn có Festival Văn hóa Cồng Chiêng tỉnh Gia Lai được tổ chức liên tục trong 2 ngày 11 và 12 tháng 11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết với sự tham gia của các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông và các huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Một sự kiện đáng chú ý khác là hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tỉnh Gia Lai được tổ chức tại quảng trường Đại Đoàn Kết trong 5 ngày, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11, với 200 đến 250 gian hàng tiêu chuẩn nhằm trưng bày, triển lãm, giới thiệu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp, sản phẩm văn hóa, nông nghiệp, ẩm thực, du lịch tổng hợp v.v. đặc trưng của tỉnh. Ngoài ra, trong khuôn khổ tuần lễ, các địa phương trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng bao gồm tuần lễ hoa dạ quỳ núi lửa Chư Đăng Gia, trọng điểm từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 tại làng Iagri, xã Chư Đăng Gia và một số địa điểm khác trên địa bàn xã Chư Đăng Gia và xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pả. Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2023 Giấc mơ Đại Ngàn. Kết hợp tuần văn hóa du lịch thành phố Pleiku từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 tại khu di tích thắng cảnh biển Hồ, khu vực núi lửa Chư Đăng Gia và đường Anh Hùng Núp thành phố Pleiku. Hội đua thuyền độc mộc trên sông Boko, tranh cúp A San và liên hoan văn hóa cồng chiêng huyện Iagrai từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 tại làng Giang Sải Ia O, huyện Iagrai. Tuần văn hóa du lịch Gia Lai năm 2023 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên theo tinh thần chương trình hành động nhằm phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tuân thủ các nội dung đã cam kết giữa Việt Nam với UNESCO cũng như các tổ chức thế giới về văn hóa, giáo dục khác. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, chỉ số cạnh tranh BCI, môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động hợp tác, đầu tư vào tỉnh Gia Lai, tiếp tục quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp của tỉnh được hình thành qua quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Tối ngày 29 tháng 10 tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Pả vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023. Đây là giải thưởng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp tổ chức. Là đơn vị duy nhất thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Pả đã cho thấy sự phát triển ổn định, giữ vững nhịp tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận trong bối cảnh kinh tế khó khăn hậu Covid-19. Đặc biệt trong thời điểm khó khăn, doanh nghiệp vẫn luôn chú trọng, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động đã được thực hiện liên tục từ năm 2014 đến nay nhằm bình chọn và vinh danh những doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, chăm lo và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Để đạt được giải thưởng này, doanh nghiệp sẽ trải qua vòng sơ loại chấm điểm chặt chẽ theo tiêu chí khắt khe bởi các chuyên gia hàng đầu, lấy ý kiến hiệp thương của hệ thống các sở, ban ngành và khảo sát của báo lao động tại địa phương. Danh sách các đơn vị đạt giải thưởng cũng được công bố công khai trên báo lao động để lấy ý kiến người dân. Được biết đây là lần thứ hai liên tiếp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Pả được vinh danh tại giải thưởng này cho những nỗ lực theo đuổi mục tiêu, tôn chỉ lấy người lao động làm trọng tâm phát triển. Sáng 30 tháng 10, nhóm khát vọng thuộc Trung tâm Phát triển Kỹ năng Away Gia Lai phối hợp với huyện đoàn Mang Giang tổ chức chương trình giáo dục giới tính cho tuổi dậy thì. Tham gia chương trình có 300 em học sinh của trường trung học cơ sở Hà Ra. Tại chương trình, các em học sinh được chuyên gia tâm lý Phạm Quỳnh Lam, giám đốc Trung tâm Phát triển Kỹ năng Away Gia Lai, tư vấn, giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc về cơ thể, những điều khó nói về tâm sinh lý, những lo lắng tuổi dậy thì, v.v. Đồng thời cung cấp cho các em một lượng kiến thức, hiểu biết nhất định về lứa tuổi. Qua đó giúp các em vững tâm hơn khi đối diện với các thay đổi về tâm sinh lý và có kỹ năng xử lý tình huống liên quan trong giai đoạn phát triển quan trọng này của bản thân. Tuổi dậy thì là giai đoạn chuyển tiếp giữa tuổi thiếu nhi và tuổi trưởng thành, bắt đầu từ 10 đến 18 tuổi. Giai đoạn này các em học sinh sẽ đối diện với rất nhiều thay đổi về sinh lý và tâm lý. Vì vậy rất cần sự quan tâm, theo sát và đồng hành từ phía gia đình và thầy cô giáo. Thông qua chương trình giáo dục giới tính lứa tuổi dậy thì nhằm góp phần trợ giúp tâm lý và rèn luyện kỹ năng sống cho các em học sinh, từ đó giúp các em phát triển lành mạnh, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Hoàng Nam cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 1 tháng 11.